viết đoạn văn giới thiệu nhân vật trong một cuốn sách. Em rất thích cuốn tự truyện Tôi đi học của nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký. Cuốn tự truyện kể về tuổi thơ bất hạnh và những cố gắng vươn lên trong cuộc sống của thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký. Từ hồi nhỏ, thầy có ngoại hình không lành lặn như bao đứa trẻ khác. Do trải qua một cơn cảm, thầy đã bị liệt đi đôi tay. Thầy bồi hồi kể lại, giây phút ấy thầy đã khóc, thất vọng và đã bất lực khi bị gọi là thằng què. Bằng ý chí và nghị lực của mình, thầy đã vượt lên số phận. Thầy cố gắng tập viết bằng đôi chân của mình, dần tiến bộ và đạt được điểm 7, điểm 8, rồi điểm 10. Đan lát, cắt dán, sâu kim, vẽ hình bằng đôi chân của chính mình. Nghĩ đã thấy khó khăn rồi, vậy mà thầy đã làm được. Trong quá trình học tập, thầy đạt rất nhiều giải thưởng về toán học, như giải nhất kỳ thi học sinh giỏi toán toàn huyện, giải năm kỳ thi học sinh giỏi toán miền Bắc, 2 lần vinh dự được Bác Hồ gửi tặng huy hiệu. Em rất khâm phục và ngưỡng mộ thầy. Thầy chính là tấm gương sáng về ý chí vượt khó vươn lên trong học tập. Đọc cuốn sách Những tấm lòng cao cả của Edmondo Amici, em rất yêu mến thầy hiệu trưởng Perboni. Thầy là một người hiền lành, ôn hòa, tốt bụng và luôn tận tình với tất cả học sinh trong trường. Với những học sinh mắc lỗi, thầy chỉ nắm lấy tay học trò, dịu dàng khuyến khích, giảng giải. Cách giáo dục của thầy giản dị và kỳ diệu đến nỗi ra khỏi phòng của thầy, học sinh đều rơm rớm nước mắt, cảm thấy hổ thẹn hơn là bị phạt. Ngoài ra, thầy đặc biệt quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc có năng khiếu đặc biệt. Thầy Perboni còn là một người có tấm lòng cao cả. Sau khi đứa con trai mất, thầy rất muốn nghỉ hưu nhưng lại cảm thấy đau khổ khi phải chia tay học sinh của mình, nên thầy chần chừ mãi và rồi đã phải xé lá đơn xin từ chức đi và tiếp tục ở lại trường. Em thật sự rất kính trọng và cảm phục tấm lòng cao đẹp của thầy. Cuốn sách Những anh hùng trẻ tuổi Kim Đồng của Tô Hoài và Mai Long viết về Kim Đồng, một người chiến sĩ nhỏ tuổi yêu nước. Vì thương nhà, hận giặc nên Kim Đồng đã tham gia hoạt động cách mạng từ khi còn nhỏ. Anh được giao nhiệm vụ làm giao liên, đưa đón những cán bộ chiến sĩ và gửi thư từ. Tuy nhỏ tuổi nhưng Kim Đồng rất gan dạ và dũng cảm. Anh sẵn sàng đánh bại bọn lính giặc, biết đề phòng bọn xấu xa từng bắt bố mình đi. Hay trong một lần đi liên lạc về, Kim Đồng phát hiện bọn địch đang phục kích ngay bên cạnh nơi họp của mặt trận Việt Minh. Anh nhanh trí nghĩ cách đánh lừa để địch nổ súng về phía mình. Nhờ tiếng súng báo động ấy, các cán bộ thoát khỏi vòng vây nguy hiểm của địch. Anh chạy đến khu vực gần bờ suối Lê Ninh thì anh dũng hy sinh. Em rất khâm phục lòng dũng cảm và tinh thần yêu nước của Kim Đồng. Anh là một tấm gương sáng ngời để em học tập và noi theo. Trong câu chuyện Ông Yết Kiêu, nhân vật Yết Kiêu để lại trong lòng em ấn tượng sâu sắc nhất. Yết Kiêu nổi tiếng với biệt tài bơi lội không ai sánh bằng. Ông lặn xuống biển mà người ta cứ tưởng như đi trên đất liền. Nhiều khi ông sống ở dưới nước 6-7 ngày mới lên, chỉ với một cái dùi sắt và một chiếc búa. Yết Kiêu đã hạ gục được hết chiến thuyền của địch, khiến chúng phải khiếp sợ. Ông còn là biểu tượng của lòng dũng cảm, gan dạ và thông minh. Một lần nọ khi bị giặc bắt, chúng đe dọa nhưng ông không hề hoảng sợ. Ông giả vờ quy thuận, nhân lúc chúng không để ý, nhảy xuống nước và bơi đi mất. Em rất ngưỡng mộ tài năng và trí thông minh của ông. Em rất ngưỡng mộ và khâm phục nhân vật em bé trong câu chuyện Cậu bé thông minh. Em bé khoảng chừng 7-8 tuổi, con của một nhà nông dân bình thường, nhưng rất mạnh dạn và thông minh. Em không hề rụt rè, nhút nhát như những đứa trẻ khác cùng tuổi, mà dám đối thoại với viên quan và cả nhà vua. Em bé đã giải quyết được những câu đố oái oăm, hóc búa đầy bất ngờ của viên quan, khiến nhà vua và cả sứ thần nước láng giềng phải ngỡ ngàng. Câu đố sâu sợi chỉ qua ruột con ốc vặn dài của sứ thần nước láng giềng làm cho các ông trạng, đại thần, nhà thông thái đều lắc đầu, bó tay. Nhưng em bé thì vừa chơi vừa hát câu giải đố một cách dễ dàng. Em quả là một cậu bé thông minh và tài trí hơn người. Sọ dừa là nhân vật nổi bật và quen thuộc trong kho tàng truyện cổ tích nước ta. Sọ dừa xuất hiện trong câu chuyện cổ tích cùng tên, mang đầy giá trị nhân văn và những phẩm chất cao đẹp. Sọ dừa là chàng trai rất tốt bụng và nhân hậu, thể hiện qua việc anh đã tha thứ cho những lỗi lầm của các cô chị độc ác trong truyện. Sọ dừa còn là một người tài trí và thông minh. Anh dùi mài kinh sử và thi đỗ trạng nguyên. Không chỉ vậy, anh cũng rất siêng năng, chăm chỉ làm việc. Anh đi làm giúp việc cho nhà phú ông và hoàn thành xuất sắc các công việc được giao. Sọ dừa chính là tấm gương sáng cho chúng ta học tập và noi theo. Trong câu chuyện Những hạt thóc giống, cậu bé Trôm là nhân vật em vô cùng yêu thích. Trôm là một cậu bé trung thực. Khi người khác làm mọi cách để đạt kết quả tốt trong cuộc thi với mong muốn được truyền ngôi vua, thì cậu bé Trôm rất thật thà và trung thực, thú nhận trước vua rằng mình không làm sao cho những hạt giống này mầm được. Nhờ đức tính trung thực và lòng dũng cảm mà Trôm đã được truyền ngôi vua. Từ đó Trôm trở thành một vị vua tốt. Em rất quý trọng đức tính này của cậu bé Trôm. Trong câu chuyện Hũ Bạc, em rất thích nhân vật người cha. Người cha có đức tính cần cù, chăm chỉ, biết tiết kiệm. Khi thấy con trai mình lười biếng, ông đã không nuông chiều con mà bảo con hãy đi làm kiếm tiền để biết quý trọng đồng tiền. Ông đã ném tiền xuống nước và vào bếp lửa để thử người con. Câu nói của ông ở cuối câu chuyện giúp người con hiểu rằng chỉ có lao động chăm chỉ mới có thể làm ra tiền. Nếu không làm việc thì có bao nhiêu tiền cũng hết.